Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng. Ok, và hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật âm trụ Uzui Itanzen trong phim Kimetsu no Yaiba cho các bạn xem nha. Một số thông tin cơ bản cho bạn nào chưa biết về nhân vật này. Thì Uzui Itanzen là một thanh niên 23 tuổi, cao 198cm và nặng 95kg. Anh là một sát quỷ nhân đẳng cấp cao và là âm trụ của sát quỷ đội. Là một thanh niên thích sự hào nhoáng và cơ bắp. Và đó là lý do tại sao ta có thể thấy tạo hình của Uzui có rất nhiều trang sức với nhiều kích cỡ khác nhau. Là một trụ cột của sát quỷ đội nên Tengen là một trong những kiếm sĩ mạnh mẽ và tài giỏi nhất trong tổ chức. Ok, đó là một số thông tin cơ bản về âm trụ Uzui Tengen. Còn bây giờ các bạn hãy cùng mình vẽ nhân vật này nhé. I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. You meant the world.
Và sau vài tiếng đồng hồ chật vật thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành rồi nhé các bạn ơi. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like, một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình có để link mấy cái video tương tự như này ở phần mô tả cho các bạn xem nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.